đập thủy điện rồi. Nước chảy quá trời mạnh luôn. Ở xã có một đường tại vì hôm nay cũng không có nước nhiều ở trên sông này. Đập thủy điện ở Vinsnau, Austin. Mấy cái dây cáp, dây xích ở đây lớn sợ luôn. Cảnh buổi chiều đẹp chứ sợ luôn. Nhìn phía bên kia là nó sáng hơn. Đi dài dọc theo bờ sông, lâu mà gặp con cá nó lớp cái tẩm, cái bắt đầu là hay ra kiếm cái chỗ này đi câu cá hồi. Mong là trời đẹp. Có em Tây đứng đây nè. Em Tây này quen thuộc lắm đó. Ở đây là cái mà bậc thang đó, nó nhân tạo đó, nó làm cho trên sông kia nó chia nhánh và nó chảy xuống phía mép bên đây, là khi nào mà cá nó lên nó sẽ lên đường này, còn cái đường kia là nước xả xuống cá nó không có lên được cao lắm. Wow, ok, nhìn cái cây đẹp không? À, cái đập thủy điện nè, mình đi dọc lên phía trên đây chứ mình không đi xuống dưới đường suối nữa. Rồi đây ngồi nghỉ giải lao một chút xíu nè. Wow, mấy con bồ hồng quá trời luôn. Vậy đầy chứ. Nên là nó bay nè. Rồi kìa, ở đây có cá không? Look at more fish head. Look at more fish to head. Hecht. Or the carfen. Chỗ này ngồi buổi chiều mà trời mát mát, ngồi ngắm cảnh cũng lý tưởng lắm nha. Das ist so schön hier, wenn es am Abend ein Wetter schön ist. Da können wir da schauen, wie die Aussicht schön ist. Am Aare. Es ist langsam alles schön grün. Ah, so weit im vorne, ich kann schon sagen, es hat so eine Kanu. Das ist Sport. Họ rất là thể thao luôn ha. Thể thao mấy người? 1, 2, 3, 4. 4 người. Vier Leute drauf. Đó, chim bay. Xa lắm á. Từ đây đó là 100 mét chắc luôn. Hơn 100 mét, xa hơn cái sân banh, chiều dài sân banh. It's so big. Đó là chiếc đó là nó sẽ bơi xuống đó là đi vô cái canal. Canal nghĩa là cái kênh người ta nhân tạo á. This is the canal. Còn to over ở bên đây dưới cái đập này thì ổn sinh Altiare là cái dòng sông mà nó làm để mà tạo điện á, là cái đập thủy điện kêu là Altiare, là dòng sông cũ nếu mà mình dịch ra sáng nghĩa là dòng sông cũ. Còn ở trên đó là cái cầu mà nói liền với Austin với Vinsnau. Austin Vinsnau Brücke. Đẹp không? Ở trên đó có người chạy bộ. Trời hôm nay âm u, chắc là hồi có mưa. Tên khả năng khả năng không có ra kìa. Chim bay. Không thấy con thiên nga nữa, chứ luôn bình thường hay có thiên nga nó đi. Nó lội vòng vòng ở đây, một cặp lần. Bữa nay không thấy. Wow, ở đây có một cái chùm bông màu vàng quá trời đẹp luôn. Bông này là bông bồ công anh nha.
Vô có nguyên một bụi luôn. Ở quanh thì nó rất chịu mát. Qua mấy con này con gì nhiều quá nè. Chí à, không phải. Khép à. Thôi mình xuống like quay cho mọi người ngắm cảnh một chút buổi chiều. Bye bye. Mặc hit live stream off. Bye bye. Thank you. Thank you for watching. Bye bye to all. À, anh sữa nãy giờ không thấy bình luận. Chào mười sữa dễ thương. Cảm ơn mười sữa nha. Bye bye. Hello. Mười sữa khỏe mười sữa ơi. À, cho bà xã ngồi hút thuốc. Tính xuống like nè. Khỏe mười sữa ơi. Cảnh đẹp chứ sợ luôn á. Nếu mà ở ngoài này mình ngồi mình nhìn xung quanh luôn, đẹp rất đẹp luôn. Ok, ở đây cái cây nó chưa có mọc lá gì hết trơn mà mình nhìn nãy giờ không có con cá nào dưới đây hết trơn luôn. Trời ơi, chị Năm, giờ này còn thức nữa. Em trốn chị Năm em like mà chị Năm còn thức nữa. Mình sửa chút sức khỏe. Chị Năm nhìn cái cảnh gì đẹp không? Thơ mộng không? Ở đằng kia là cây cầu Bắc An Sông, rất là lớn. Cái xe chạy. Em cảm ơn chị Năm nha. Em like 30 giây nữa em tắt. Đây là cái cọng dây cáp nó căng từ bên đây qua bên kia, giống như nó để nó câu hai cái bờ hay gì á. Nên là đây cọng dây cáp bự lắm nè. Nó căng dài qua bên kia luôn. Mình đứng lên đây mình đi không cần dịnh luôn, đi qua bản thử ra được không? Ok, em cảm ơn chị Năm, em xuống like. Chào tạm biệt chị Năm, chào mười sữa. Thank you. Hẹn gặp lại. Bye lần hai nha. Bye bye, bye bye.